Vợ chồng rủ nhau nhảy sông tự tử, chồng chết vợ đi tù, vì điều không ai ngờ. Sau khi thấy chồng nhảy xuống sông tự tử, người phụ nữ không nhảy theo mà bỏ đi ngay, không kêu cứu, không gọi cảnh sát xin giúp đỡ. Sự việc hy hữu xảy ra ở Hải An, Giang Tô, Trung Quốc, một người đàn ông nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người khác nên vô cùng thất vọng, đau lòng. Vào thời khắc không kiềm chế được cảm xúc, người đàn ông dùng dao gắm định tự vẫn. May mắn thay, lúc này người vợ phát hiện kịp thời và ngăn cản. Sau khi trao đổi qua lại, người đàn ông không thể thoát khỏi tâm trạng tiêu cực, anh đề xuất ý tưởng hai vợ chồng cùng nhau nhảy sông tự tử để mãi mãi được bên nhau. Vĩnh viễn thuộc về nhau, người vợ đồng ý. Thế nhưng, sau khi người chồng gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo, người vợ không nhảy theo như đã hứa mà bỏ đi ngay khỏi hiện trường. Không hề kêu cứu cũng không gọi điện thoại báo cảnh sát, nhờ giúp đỡ. Vì hành động máu lạnh của mình, sau khi chồng qua đời, người vợ đã bị bắt. Mới đây, Tòa án thành phố Hải An phán quyết hành vi của người phụ nữ cấu thành tội cố ý giết người, phạt tù 3 năm, hoãn thi hành án 4 năm. Sau khi thông tin về sự việc được truyền thông đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo mọi người. Đa số đều chỉ trích người vợ dữ dội, cho rằng người vợ ham sống sợ chết thì không sao, nhưng lại đã đánh mất đi lương tâm cơ bản nhất. Không hề kêu cứu hay báo cảnh sát, cực kỳ tàn nhẫn. Ham sống sợ chết tôi có thể hiểu được, thế nhưng lương tâm căn bản của con người đã không còn, không chỉ ngoại tình còn máu lạnh nhìn chồng chết đi. Điều này là không thể chấp nhận được. Tòa kết án vợ cố ý giết người cũng không có gì ngạc nhiên, nếu không có lẽ lòng dân phẫn nộ, chỉ có thể nói, cái chết của người đàn ông này quá oan uổng. Đoán chừng chết cũng không thanh thản. Không biết người phụ nữ này vào ban đêm có gặp ác mộng hay không, cư dân mạng bình luận.